Hello everybody, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Sleeper Hollow, let's go. Yeah, let's go. Zombie. Anh trả lại bắn mãi mà không thấy chúng này. Oh my gosh. Vẫn chưa đủ. Oh my gosh. Let's go. Rồi, lại thiếu tiền rồi. Rồi các bạn lại bị cày ở trong này. Thì khi đủ tiền các bạn lại nâng cấp lên. Sau đó thì cày. Và cho, oh my god, cho súng của mình thật là khỏe. Rất là đông luôn. Với anh chàng nào là chính đây. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Risk Taker. Những người bị nhiễm căn bệnh và zombie, sau đó thì bị lây lan khắp cả ở bệnh viện. Yeah, let's go. First to zombie. Sure.
Ok. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, điều trigger. Let's go. What do we have here? Shit. Enter the world of pain. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Into the Deal. Bật lên. Ở đây là, let's go. Thank you.
Và từ cái này thì kỷ lục của mình mới có hơn 3.000 mét. Còn không biết kỷ lục của các bạn như thế nào. À, mình thấy cũng rất là khoai những cái lúc mà khoảng tầm 2.000 mét trở lên. Oh my god, bị bắt rồi. Wow, bị vừa rồi nó bị vấp. Cho nên mình bị bắt rồi. Wow, oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Slender đi ra. Rosella. Let's go. Tối hôm nay thì tiếng nhạc của nó rất là khiếp. Nếu mà các bạn mà chơi mà khiếp thì các bạn có thể cho nhỏ tiếng nhạc lại. Thì lúc đó các bạn sẽ không chơi cái này, sẽ không còn cảm giác sợ mấy. Ok. Sách đầu tiên. Oh my god. Ok, đi thẳng vào đây xem nào. Quyển sách thứ hai. Rồi, đúng như là một mê cung luôn. Ồ, đây có tiếng bước chân như kiểu của đứa con. Chạy luôn. Mình sẽ mở lại cái cánh cửa này. Không có gì ở bên trong. Wow, phí mất chiếc chìa khóa rồi. Wow, tiếng chân đứa con. Oh my god, nó đang ngay đằng sau mình. Và các bạn cứ đi xung quanh, sau đó thì tìm 8 quyển sách là các bạn sẽ hoàn thành được game. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Skip. See the here few. Thank you.
đời đằng sau. Bây giờ các bạn phải chạy ra ngoài cánh đồng. Nhưng ở ngoài cánh đồng đó thì con Sirihien luôn luôn ở gần đó. Nên các bạn phải chạy cẩn thận, nếu không thì sẽ bị con Sirihien nó bắt mất. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cánh đồng nào. Đến một cái ngôi nhà xa xa trong cánh đồng. Đây, đến ngôi nhà này. Ba tám năm ba bốn vàng là bốn, đâu bốn trừ hai, hồng này tính rất khó luôn. Rồi xanh này thì đầu tiên vàng là bốn rồi, bốn trừ đi hai, cái này chắc chắn là phải là hai. Nhưng mà chưa ghi được. Oh my god. Rồi, mình phải tìm cái gì đó nữa thì nó có hoạt động. Trong ngôi nhà này thì chưa mở được. Có vẻ Siren kia đang gần đây. Ok, 4 chia đi 2, 2 này, 2, đây là 2, 5, 5 chia 2 bằng 3, ok, vàng cộng với, vàng là 4, 4 cộng với mấy là 6, 4 cộng đỏ là 6, xanh, xanh chia đi 2 bằng 3. 2 và 3 thì đây là một cái nào của 2 và 3 này. Hồng. Đây. Let's go. Rồi ok. Một trên 3 rồi. Và còn một đoạn nữa. Tất cả phải làm 3 thứ thì các bạn mới hoàn thành được cái chapter 1 này. Cái chiếc xin hia đang đến gần đây. Oh my god. Cái chiếc rồi bị bắt rồi. Tức là khi xin hia đến thì không thể nào chạy được. Bởi vì là nó vướng, rất vướng nhiều thứ luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Into the D2. Let's go.
cái này di chuyển nó khác Into Studio One. Đó là các bạn chỉ cần di chuyển tay bên này thôi, và bên này thì là bắn, còn là Into Studio One thì là phải di chuyển hai tay. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sidon Grandi. Let's go. One day. Wow, không hiểu sao cái bàn xuống này không nhặt được. Oh my god. Biết lý do gì? Hay là do tự nhiên bị lỗi? Và những cái rơi xuống dưới không bao giờ nhặt được. Cánh cửa ở đây không mở được. Ta nghe mình, nhưng cuối cùng mà ta cũng không nghe mình luôn. Không hiểu sao. Oh my god. Vậy thì mình sẽ lên trên này xem thế nào. What? Oh my god, mà ta không thể nghe mình luôn. Tựa game series here này Granny này bị lỗi rồi. Để xem còn có những cái gì mà mình có thể không lấy được không. Vứt xuống đây xem nào. Khi vứt xuống nhà là các bạn sẽ không lấy được. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.